Nếu như các bạn đang có ý định mua một chiếc quạt tích điện mini cho mùa hè này thì đây là một cái sự lựa chọn quá tuyệt vời cho các bạn mua một cái chiếc quạt mini mà nó có một cái giá thành rẻ này, chức năng gần như là full luôn các bạn ạ. Và có một cái thiết kế rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc quạt mình mua trên Shopee với giá chỉ 200 000 đồng thôi. Nhưng mà khoan, với chiếc quạt này thì nó có thể so sánh được với con Xiaomi F5 mà mình đã review cách đây một năm ở đây này. Thì đây là một con quạt của Xiaomi có cái chất lượng cũng như là đồ hoàn thiện cực kỳ tốt luôn ở trong cái phân khúc giá rẻ. Nhưng mà con đấy thì nó rơi bằng 4 đến 500 nghìn đồng con ạ Còn cái chiếc quạt của mình sẽ review ở đây thì đây là một con quạt với chỉ giá 200 nghìn đồng Mình lấy trên Shopee Thì link mua hàng mình để trong phần mô tả cho anh em vào đây để tham khảo nhé Con này thì nó full chức năng luôn Nó có thể quay đi quay lại được này Và có nhiều chức năng quạt tương tự như con Xiaomi con ạ Đấy có một cái thiết kế cực kỳ đẹp luôn đây bây giờ mình sẽ khui siêu ra quạt xem này. Cái này thì mình đã mở ra, mình đã test thử rồi ở đây là một con, con quạt mà mình thấy là ở cái, trong cái tầm giá này các bạn, các bạn nhất định phải mua thử con quạt này về để trải nghiệm thế nào, vì đây là mình à, mở ra mình à, test thử thì mình thấy cái con này có một cái cấu hình rất là tốt các bạn ạ, đây này, con này thì à, nó sử dụng cổng sạc của nó là micro usb nhưng mà khoan nhé, đây là dây sạc đi kèm là micro usb nhưng mà thực tế thì còn sẽ có hai cổng sạc, đấy có cả usb c và micro usb luôn về chiếc quạt này thì mình thấy nó có một cái ngoại hình rất là đẹp quá ạ Ở đây thì mình chọn màu kiểu như là hơi màu hồng một xíu Cái này có phải màu hồng nha nói, nói chung là nó lai lai kiểu hồng và tím quá ạ Cái màu này mình thấy khá là đẹp Đấy, cái sải của nó thì nó sẽ bằng với con Xiaomi F5 Cái sải cánh bên trong thì nó cũng tương tự như vậy Ở đây thì con này nó sẽ chạy điện áp là Nguồn sạc là 5V 1A này Công suất của con này nó chỉ 4W thôi Với một viên pin là 4000mAh Thì còn có thể chạy được liên tục là 12 tiếng thì với thời gian này thì nó cũng ngang ngửa với con Xiaomi F5 thì các bạn sẽ bật ở mức khoảng tầm 50 đến 60 à 60 phần trăm thì nó mới chạy được ở cái, cái công suất như vậy 12 tiếng còn mà để chạy ở xuyên một ngày hoặc là một xuyên một đêm ấy, thì còn phải đổ thêm một viên pin ở trong này thì mình sẽ làm một cái video đổ pin ở video sau nhé ở đây thì à, chiếc quạt này thì còn sẽ có một cái phím nguồn để tắt bật ở, ở vị trí này này đó bật lên nó sẽ có bốn cấp độ nhé một hai ba bốn nhanh dần này đó mạnh hơn này wow khá là mát quá ạ đây là tốc độ gió của nó này ở cái tầm giá 200.000 đồng này thì mình dám chắc chắn với các bạn nếu mà các bạn không mua con quạt mini này để về sử dụng thì mình thấy quá phí luôn vì ở cái phân khúc này rất là ít con mà nó có một cái ngoại hình đẹp thế này nhiều tính năng như con này đấy có thiết kế rất là đẹp quá ạ ở đây anh em có thể thấy là nó thiết kế thì cũng không thua kém gì của bên Xiaomi luôn nhá đấy không thua kém gì luôn chất liệu cũng như là đầu hoàn thiện rất là tốt luôn những cái góc cành này đó con này thì có thể bẻ lên bẻ xuống được đây là góc 90 đầu này đó có thể bẻ lên bẻ xuống được đấy cái này thì để bàn thì đúng bài luôn ngoài ra thì nó có thêm một chức năng nữa là quay đi quay lại giống như cái quạt cây bình thường của bạn ấy bật nguồn lên này ấn nút ở bên này ấn nút ở bên tay trái này nó nó sẽ quay đi quay lại đấy một cái tính năng nữa mà siêu mi mì mình thấy chưa có là cái con này khi mà còn tắt nguồn ấy thì nó sẽ quay đồng từ đồng quay về vị trí cũ này tắt nguồn từ động quay về vị trí cũ nhé đây mình bật lên cái này phải bật lên nấc thứ bốn mới tắt được các bạn ạ đó, ví dụ như nó đang ở đây nhá mình ấn tắt nguồn này đó nó sẽ tự động quay về vị trí ở cân bằng đấy thì nó mới dừng lại các bạn ạ đây là một cái tính năng cực kỳ hay luôn tí nữa hoặc là video mà mình đổ viên pin ở cái cái quạt này thì mình sẽ bung ra các bạn chia mới cái nồi thất bên trong của cái máy này luôn ở đây thì nó sử dụng động cơ không chuyển than đây là động cơ không chuỗi than này. Đó, mở cái này ra để còn là vệ sinh cánh này. Động cơ không chuỗi than con này thì nó cũng giống như những cái động cơ mà mấy cái quạt à, quạt không chuỗi than bình thường thôi. Đấy. Tại vì công suất con này nó chỉ 4W thôi mà, 4W thì cực kỳ tiết kiệm điện rồi. Cánh quạt của nó là cánh ba cánh nhá, giống như cánh quạt bình thường. Để tháo mở cái này thì còn sẽ để cái vị trí này này. Nó sẽ có mấy khớp ở đây thứ nhất là nó đẹp về cái đầu hoàn thiện này thứ hai là nó đẹp về cái hình dáng đấy nó có thể quay đi quay lại ví dụ như mình ấn mình bẻ cái này nó quay ngang thế này nhá nhưng mà mình bật nguồn lên này bật đây thì nó sẽ giữ nguyên một vị trí bắt đầu nó xác nhận cái vị trí này này thì bắt đầu nó mới quay tiếp đó các bạn nếu mà bật máy lên mà thấy nó đứng nghi một chỗ thế này thì còn cứ giữ nguyên cho này nhá nó sẽ giữ nguyên một tí xíu thôi đấy nó sẽ bắt đầu quay lại này đó kiểu như là nó nó kiểu như điểm chết khi mà còn bẻ bẻ là ban đầu ấy Lần thứ hai thì nó sẽ quay ngược trở lại thì sẽ không bị cái tình trạng nữa. Đó, nó sẽ quay sang bên này này và nó sẽ ngoảnh luôn, không không giữ nguyên cái vị trí như lúc nãy ban đầu. Nên là anh em nào mà mua về ấy, mà gặp cái tình trạng mà nó giữ lâu thế, thế kia tưởng nó hỏng thì không phải đâu nhé. Anh em cứ để một xíu thôi là nó sẽ tự động xác nhận cái vị trí cũ đấy. Đó, ngon lành rồi. Thấy chưa? Một con quạt 200.000 đồng anh em ạ quá rẻ cho rất là nhiều cái tính năng như thế này đấy có thể ấn dừng lại này dừng lại góc nào thì có thể ấn dừng lại này dừng lại tiếp này đó dừng lại này ấn tắt nguồn thì nó sẽ tự động mình ấn dừng đấy nhé mình ấn tắt nguồn thì nó sẽ tự động quay về vị trí cân bằng đấy 200.000 đồng cho một cái sản phẩm thế này mình thấy rất là ok con ạ ở đây thì nó sẽ có là cái mức báo pin này 1 2 3 4 thì tương ứng với là 25 phần trăm 50 phần trăm 75 phần trăm và 100 phần trăm À, một số 1234 này là cái cấp độ quay nhanh của cái quạt này còn đây là ngoài hình của em nó các bạn có thể thấy cái ngoài hình của cái quạt này đấy một cái ngoài hình rất là đẹp nó cũng tương đối là nhỏ gọn nếu mà mình thấy thế này con xiaomi f 5 ấy thì nó sẽ cao lên thế này các bạn ạ? nó cao tầm này này còn con quạt này thì nó chỉ bằng thế này thôi còn để trên bàn làm việc rất là hợp lý nhá nếu còn để cái góc đề co của máy tính ấy thì mình thấy quạt này nó rất là hợp lý với cái lượng gió nó phủ ra khá là mạnh đây con này thì còn có thể bẻ lên bẻ xuống được nó có thể bẻ được góc 90 độ luôn này thì thông thường thì cũng không bao giờ quạt thế này đâu quạt này chắc là chỉ có sấy đít thôi anh em ạ kiếm cái ghế là để dưới nền nhà đấy đây là những cái góc góc bể nhá à, cái quạt này thì nó chạy khá là êm nếu mà tính về tốc độ gió ấy, thì siêu mi 10 thì con này à, con này nó chỉ được 89 thôi con ạ nó vẫn thua hơn con siêu một xíu nhưng mà với một cái lượng gió này thì nó cũng đủ thể thoải mái cho bạn sử dụng trong một người rồi một đến hai người quay đi quay lại một bàn làm việc thông thường thì còn chỉ dùng một người thôi Ok thì video này mình chỉ review cho anh em một con quạt mà rất là đáng mua cái giá tiền này 200.000 đồng cho một con quạt uh, xịn sỏ tay này con ạ có ngoài hình rất là đẹp cũng như là đồ hoàn thiện này thì anh em nghĩ gì về cái sản phẩm này các bạn cứ comment ở bên dưới video nhá. Và các bạn muốn mình review những cái sản phẩm nào hơn thì các bạn cứ comment ở bên dưới video À cũng như là link mua cái quạt này trên Shopee thì mình có để trong phần mô tả nha Anh em có thể vào đấy để xem nhá Còn bây giờ chào các bạn nha Video đồ pin thì mình sẽ làm video tiếp theo nhá ở video sau